Hello, xin chào các bạn. Hiện tại trên tay của mình đang là một cái chiếc mảnh Sony RX 100 Mark 4. Đây là chiếc mảnh đã qua sử dụng. Nó lọt thỏm trong một cái túi đựng máy ảnh nhỏ xinh như thế này. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Vì đây là cái chiếc máy ảnh đã qua sử dụng, do vậy cái ngoại hình của nó thì mình đánh giá cái độ mới của nó chỉ rơi vào tầm khoảng độ 97-98%. Các bạn cũng có thể nhìn thấy thì các góc của cái chiếc máy ảnh này thì không hề có vết va đập hay là cấn mót nào cả. Tuy nhiên thì về phần thân của nó thì các bạn cũng có thể nhìn thấy nó xuất hiện một số những vết xước nhỏ nhỏ ở đây. Nói chung là một cái chiếc máy ảnh cũ thì sẽ không thể tránh khỏi được những cái này, nhưng mà về tổng thể cái chiếc RX 100 này vẫn là một cái chiếc máy ảnh có ngoại hình khá là đẹp. Dòng này là dòng máy ảnh mà các bạn nào mà có ý định làm vlog thì đây sẽ là một cái chiếc máy ảnh khá phù hợp, khi mà nó sử dụng một cái ống kính có một cái khẩu độ chạy từ 1.8 đến 2.8 sẽ giúp cho bạn quay phim cũng như chụp ảnh trong điều kiện chiếu sáng rất là tốt. Cùng với một công nghệ ống kính dây và lớp trắng phủ tia sao sẽ giúp cho bạn cho ra những cái bức ảnh với một cái chất lượng quang học rất tốt các bạn nhé. Nói sơ qua một chút về cái thông số kỹ thuật của cái chiếc máy ảnh RX 100 Mark 4 thì đây là một chiếc máy ảnh mà có một cái cảm biến 1 inch, độ phân giải là 20 megapixel, và cái chiếc máy ảnh này thì cũng có thể quay phim 4K ở 30 khung hình một giây. Trước mình đã làm một cái video mở hộp một cái chiếc máy ảnh RX 100 Mark 4 với 100% hàng xách tay có mức giá là gần 9 triệu. Thì hôm nay nếu các bạn nào kinh tế vẫn chưa đủ mà chúng ta cần mua một chiếc máy ảnh làm vlog thì chiếc RX 100 Mark 4 đã qua sử dụng với cái ngoại hình tầm 97-98% này sẽ là một sự lựa chọn của các bạn. Ở trong cái phân khúc là hơn 7 triệu nếu các bạn chọn mua một cái chiếc máy ảnh làm vlog nhỏ gọn, thì ngoài cái chiếc RX 100 Mark 4 này ra chúng ta có thể tham khảo được cái chiếc Canon G7X Mark 2. Nhưng đối với cá nhân mình thì cái chiếc máy ảnh Canon G7X Mark 2 không bao giờ có cửa so với cái chiếc máy ảnh RX 100 Mark 4 này các bạn nhé. Ngay cả cái thông số kỹ thuật các bạn chỉ cần đọc thôi mà các bạn chưa cần cầm cái chiếc máy ảnh G7X Mark 2. Mà khi mà so sánh với cái chiếc máy ảnh RX 100 Mark 4 này thì cái chiếc G7X Mark 2 đã kém hơn rất rất nhiều rồi. Bản thân ngay từ cái độ phân giải khi mà quay phim chẳng hạn ấy, thì cái chiếc G7X Mark 2 thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng quay Full HD thôi. Trong khi đấy cái chiếc máy ảnh này là quay 4K, thì ngay cái 4K và Full HD nó đã khác nhau rồi. Mà giá thành khi mua cũ các bạn có thể thấy được rằng RX 100 Mark 4 này bằng với cả giá G7X Mark 2. Do vậy thì không có lý do gì mà chúng ta sẽ chọn GX7 Mark 2 trong cái trường hợp này. Tất nhiên cũng phải khẳng định với các bạn là Canon nó làm cái chiêu trò PR của nó khá là tốt khi mà nó mang cái con G7X Mark 2 này giới thiệu cho rất rất nhiều các reviewer trên YouTube để người ta đánh giá về nó. Còn đối với Sony ấy, thì cái chiêu marketing của những cái dòng RX 100 này Sony làm khá là kém. Họ trải qua rất là nhiều đời từ Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4, Mark 5, Mark 6, Mark 7 và hiện tại là cái ZV1 gì đấy. Nhưng mà đối với Canon G7 ấy, thì nó chỉ có một G7 này, G72 này, G73 này. Vì vậy mà chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là cái vòng đời của chiếc máy ảnh Canon ấy, nó rất là sâu. Vì cái Sony mà nó đẻ ra quá nhiều, do vậy mà giá thành của nó không được tốt, cũng như là Sony nó làm rất kém trong cái khoản là PR cũng như là marketing. Nó không giống như Canon G7 Mark 2. Bây giờ mình sẽ kể ra cho các bạn những cái điểm hơn mà cái chiếc máy ảnh RX 100 Mark 4 này đáng mua hơn cái chiếc Canon G7 Mark 2 nhé các bạn nhé. Thứ nhất là cái chiếc máy ảnh này thì có một cái lớp trắng phủ tia sao với một cái ống kính dây. Đối với Canon nó chỉ là một cái ống kính Canon bình thường thôi. Thứ hai, tốc độ chụp của cái chiếc máy ảnh Sony RX 100 Mark 4 cao hơn rất rất nhiều lần so với cái chiếc máy ảnh G7X Mark 2. Tốc độ của nó mình nhớ không nhầm nó rơi vào tầm khoảng 16 khung hình một giây. Có nghĩa trong vòng 1 giây các bạn sẽ chụp được 16 kiểu thì phải. Và cái cuối cùng đó chính là cái chất lượng quay video. Chất lượng quay video là quay 4K các bạn. Mà một điểm nữa mà mình cũng cần phải nói cho các bạn đó là cái chiếc RX 100 Mark 4 này ấy, nó có một cái ống viewfinder ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy là rõ ràng mình đang bật ở chế độ màn hình đây. Nhưng nếu mình nghiêng như này ấy, thì các bạn sẽ không nhìn thấy gì đúng không ạ? Tại vì cái bóng đèn nó chiếu xuống. Do vậy có một cái ống ngắm EVF ở đây. Khi chúng ta áp mắt vào cái ống ngắm điện tử EVF này thì cái màn hình này nó sẽ tự động tắt. Do vậy chúng ta sẽ ngắm qua cái ống này sẽ giúp cho bạn quay cũng như chụp ở trong điều kiện ngoài trời nắng ấy, thì sẽ tốt hơn, chúng ta có thể hiển thị được rõ hơn. Và cái ống EVF này cũng có một lớp trắng phủ tia sao để giúp cho các bạn có thể hiển thị được chất lượng hình ảnh tốt nhất trên cái chiếc máy ảnh RX 100 Mark 4 này. Đây là một cái đặc điểm mà mình nghĩ là sẽ rất là đáng giá đối với chiếc máy ảnh RX 100 Mark 4. Và chiếc máy ảnh này thì cũng có một cái màn hình là xoay 180 độ như này. Tất nhiên rồi, đây là một chiếc máy ảnh nhắm tới đối tượng là các bạn sử dụng làm vlog thì rõ ràng nó phải có một cái màn hình lật xoay như thế này. Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu chúng ta so sánh với G7X Mark 2 đem lên bàn cân ý, thì cái chiếc RX 100 này ngoài những cái điểm hơn như vậy thì nó sẽ có một số những cái điểm kém hơn.
Thứ nhất là cái màn hình này nó không có cảm ứng, còn đối với Canon G7X Mark II thì nó lại có cảm ứng. Đấy là một cái điểm mà mình tìm mãi thì cái chiếc G7X Mark II nó hơn ở chỗ đấy. Thứ hai là về thương hiệu, nếu các bạn chỉ cần gõ Google là chiếc máy ảnh làm vlog tốt nhất thì khoảng độ đến chục ông reviewer thì đến 9 ông reviewer nói Canon G7X Mark II. Nhưng mà các bạn cũng cần phải lên lưu ý, đó chính là cái thời điểm mà người ta đánh giá cái máy ảnh đấy nó là vào năm nào và cho tới thời điểm hiện tại là vào năm nào. Ví dụ như cái chiếc máy ảnh RX100 Mark 4 này với một cái mức giá cũ nó rơi vào tầm hơn 7 triệu và chúng ta mua một cái chiếc máy ảnh G7X Mark 2 với giá hơn 7 triệu cũ, thì mình khẳng định với các bạn là cái chiếc máy ảnh RX100 Mark 4 này nó bóp chết cái chiếc máy ảnh G7X Mark 2 các bạn nhé. Và cái chiếc máy ảnh này có thể tiệm cận với cả G7X Mark 3 cơ, chứ không phải là G7X Mark 2 nữa. Cái chiếc máy ảnh RX100 Mark 4 này thì ngoài quay phim 4K tốc độ là 30fps/giây thì nó có thể quay phim Full HD ở tốc độ là 960fps, sẽ giúp cho các bạn có thể tạo ra được những cái hiệu ứng slow motion khá là tốt luôn. Và cái chiếc máy ảnh G7X Mark 2 hay G7X Mark 3 cũng không thể làm được các bạn ạ. Do vậy nếu mà các bạn nào mà bỏ qua hết những cái reviewer của mấy ông được Canon bỡ đít đi thì các bạn sẽ tìm hiểu được là Sony RX100 vẫn là một cái sự lựa chọn thì đấy rất rất tốt luôn. Các bạn nào có ý định tham khảo cái chiếc máy ảnh RX100 Mark 4 này thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp theo số điện thoại mình ghi trên video, hoặc chúng ta có thể truy cập vào trang web là dmark98.com vào cái mục là máy ảnh cũ, thì mình sẽ cung cấp một số những cái máy ảnh cũ khác trong cái trường hợp là cái chiếc máy ảnh cũ này đã bán rồi các bạn nhé. Hãy đăng ký kênh của mình để thường xuyên xem những video mới nhất khi mình trên tay những cái chiếc máy ảnh cũ khác. Ok, xin cảm ơn các bạn.